Sáng ngày 14 tháng 3, tại phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, luật sư đã hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Đỗ Thị Nhàn xoay quanh sai phạm của đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB. Tại tòa, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra nói ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, không dám nhận sai phạm của mình. Trả lời luật sư bào chữa cho bà Đỗ Thị Nhàn, ông Nguyễn Văn Hưng thừa nhận trong hai lần thanh tra, đoàn thanh tra đều báo cáo kết quả thanh tra và ông Hưng cũng nhận được báo cáo ấy. Ông Hưng khẳng định bản thân không chủ động chỉ đạo bà Nhàn sửa số liệu cho báo cáo gửi đến ngân hàng nhà nước. Ông Hưng nói thêm mình không chỉ đạo làm sai lệch kết quả thanh tra. Luật sư tiếp tục hỏi bà Đỗ Thị Nhàn liên quan đến lời khai của bị cáo Hưng. Bà Nhàn khẳng định việc chỉ đạo chỉnh sửa số liệu do ông Hưng thực hiện. Bà Nhàn nói thêm nếu ông Hưng không thừa nhận chỉ đạo sửa kết quả thanh tra, bà có thể chứng minh việc đó là có. Được hỏi về số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhận từ văn được cất giữ thế nào, bà Nhàn nói, nhắc đến việc này, tôi rất xấu hổ, một phút nông nổi dẫn đến không thể chấp nhận. Sau 4 lần nhận từ văn, tôi nhận ra mình có tội, tôi gọi thì không đến nhận. Ban đầu là tôi để tại nhà, sau đó tôi về lo cho mẹ, nhà không an toàn nên gửi tại hai nơi khác.